Xin chào cả nhà. Như lần đầu về thanh xuân. Đã có ai vào chơi với Hồng Anh chưa? Đôi mới. Hello mọi người. Ngày hôm nay thì Hồng Anh có rất là nhiều món quà đặc biệt dành cho mọi người. Bởi vì rằng là thời gian vừa qua ấy thì có rất là nhiều người nói với Hồng Anh là tại sao Hồng Anh, cái môi của Hồng Anh đánh son lại đẹp như vậy. Thì ngày hôm nay thì Hồng Anh sẽ chia sẻ bí quyết cho mọi người, cũng như là tặng quà cho mọi người để cho mọi người cùng giao lưu với nhau nha. Hello, xin chào Lê Gia Khiêm, xin chào Cẩm Nhung nha. Mọi người cứ vào đông đông một chút rồi Hồng Anh sẽ chia sẻ về cái cách mà Hồng Anh giữ môi cũng như là cái thể lệ nhận quà ngày hôm nay của chúng mình. Mọi người đã vào đông chưa nè? Ngày hôm nay sẽ là một buổi tối rất là nhiều quà, với số lượng quà tặng lên đến 100 người có thể nhận được quà. Hello Phương Thúy, xin chào xin chào chị Lê Thương Ngọc ạ. Hello. Hôm nay thì cái số lượng mà chúng ta có thể nhận được quà sẽ là rất cao. Thế nên là Hồng Anh sẽ chia sẻ cho mọi người luôn về cái thể lệ mà chúng ta có thể nhận được quà, là chúng mình sẽ chia sẻ vào 5 nhóm, cũng như là chia sẻ về cái trang cá nhân của mình để chế độ công khai, để có thể nhận được phần quà là một thỏi son lưỡng môi mà cực kỳ hot. Tí nữa Hồng Anh sẽ chia sẻ tiếp nha. Xin chào Đàm Huỳnh Nga, xin chào Tạ Phương, xin chào Mộc Khiết. Hôm nào chị về... chị á, chắc là tầm vài tháng nữa chị về quê, hoặc là có thể là tháng sau, có thể là Tết. Cảm ơn chị Lê Thu Ngọc rất là nhiều. Ngày hôm nay thì Hồng Anh make up cũng như là Hồng Anh ăn mặc theo kiểu là nó hơi Hàn Quốc một chút xíu. Mọi người hỏi là chị đang dùng son gì mà đẹp thế. Thực ra thì cái thỏi son này là Hồng Anh dùng hơn một năm rồi. Hôm nay là Hồng Anh cũng định là chia sẻ luôn với mọi người để đây. Đây là thỏi son mà hiện tại mà Hồng Anh đang dùng nha. Thì cái thỏi son này là có bao gồm một cái lọ make up remove như thế này, thì có nghĩa là chúng ta có thể tẩy trang luôn, rất là tiện lợi. Và đây là một bộ luôn cả nhà nhá. Cái số mà Hồng Anh đang dùng là màu 08 nha. Đây là màu đỏ gì nhỉ? Để Hồng Anh xem lại, như là màu đỏ tươi. Đây là màu đỏ tươi. Còn có cả màu đỏ ruby. À đúng rồi, màu đỏ ruby rất là đẹp. Để Hồng Anh tìm cho mọi người xem nhé. Đây. Trong lá thư cây. Chị ơi, bây giờ mùa đông môi em bị khô rồi. Thâm đi ạ. Khô rồi, bị thâm. Chị hướng dẫn em skin care cho môi nha. Đó. Thì như mọi người đã biết thì Hồng Anh rất là chú trọng những cái việc mà skin care mặt, cũng như là làn da này, tẩy da chết để giúp cho cái làn da của mình nó thoáng ấy. Thì mình make up nó mới có thể đẹp được. Thì vừa qua thì có rất là nhiều người đặt cho Hồng Anh một câu hỏi là để đánh son đẹp thì chúng ta phải làm như thế nào. Thì đối với mình ấy, thì để đánh một có một cái đôi môi đẹp để mà đánh son thì chúng ta phải dưỡng môi hàng ngày, cũng như là tẩy da chết. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà Hồng Anh đang thấy là rất là hot của dòng Alice, và Hồng Anh đã mua về dùng thử, cũng như là kiểu như là chăm sóc cho cái đôi môi của mình bằng cái dòng sản phẩm này. Thì hiện tại là cái dòng sản phẩm này là cực kỳ hot của hãng Alice luôn nha cả nhà nha. Đó, đây là một dòng lip balm.
Và clip BAM này được làm ở bên Hàn Quốc này. Có những cái thành phần ví dụ như là sáp ong, dầu argan, dầu dừa, dầu gốc, vitamin E, rất là nhiều những cái thành phần của một thỏi son quý. Như kiểu bình thường thì Hồng Anh hay sử dụng là thỏi son của Dior. Nó vừa giúp cho Hồng Anh được dưỡng môi, nó vừa giúp cho Hồng Anh có một đôi môi mềm mịn mà khi mà mình bôi lên thì ngày hôm sau chỉ cần đến tầm đó, ngày hôm sau thì môi của Hồng Anh sẽ bong hết ra, chết ra và giúp cho đôi môi rất là mềm mịn. Thì để mà so sánh ấy, thì Hồng Anh cũng dùng rất là nhiều son xịn rồi. Nhưng mà khi mà Hồng Anh sử dụng đến dòng son Alice này, đây là một dòng lip balm để có thể dưỡng môi, thì Hồng Anh cảm thấy là Hồng Anh không nhất thiết Hồng Anh phải sử dụng những cái dòng son quá đắt tiền nữa. Không nhất thiết là Hồng Anh phải sử dụng những cái dòng son quá đắt tiền nữa, mà Hồng Anh chỉ cần sử dụng cái dòng lip balm này thôi. Chỉ giá $3 cho một cái dòng... đúng rồi, tầm $3 đến $5 cho một cái thỏi son như thế này thôi. Không phải bỏ ra $33 cho một thỏi son Dior nữa. Thì Hồng Anh cảm thấy là như thế rất là tuyệt vời. Đối với cái dòng thỏi son của Alice này thì thực sự là mọi người trên mạng á, chắc là mọi người cũng biết là cái dòng son Alice này đang rất là nổi trong thời gian gần đây, bởi vì là nó có khả năng là làm kiểu như là làm sáng màu môi này, giúp môi của mình được trở nên căng mịn và kiểu như là sáng sau 2 ngày đầu tiên, và sau 90 ngày sau nữa thì cái bờ môi của chúng ta sẽ kiểu như là nó sẽ càng ngày càng mờ thâm và nó giúp cho đôi môi của chúng mình hồng hào hơn. Mà đấy, Hồng Anh nghĩ là không phải là một cái hãng nào cũng có thể làm được điều như vậy. À, hello Ngọc Huyền ơi, Ngọc Huyền hãy chia sẻ livestream của Hồng Anh để có thể nhận được quà là một thỏi son lip balm này nha. Mọi người ơi, thể lệ rất là đơn giản là mọi người hãy chia sẻ vào 5 hội nhóm cũng như là chia sẻ lên trang cá nhân của mình và để chế độ công khai. Thì ngày hôm nay Hồng Anh sẽ tặng quà hết tất cả cho mọi người nha. Hồng Anh sẽ check đầy đủ là mọi người có chia sẻ vào 5 hội nhóm không, cũng như là có chia sẻ công khai trên trang cá nhân của mình không, thì mọi người sẽ được nhận free một phần quà là thỏi son. Và mọi người hãy nhớ là cái công tác mà mọi người có thể nhận được phần quà này sẽ chỉ là trong cái lúc mà Hồng Anh livestream như thế này thôi. Còn sau khi mà Hồng Anh hết livestream rồi là mọi người không được nhận phần quà như thế này nữa, mà mọi người phải mua cái thỏi son này với giá là 120.000. Hello, trời ơi, đúng rồi, đây có rất là nhiều người, rất là nhiều khách hàng đang vào và hỏi Hồng Anh là thỏi son này có giá là bao nhiêu tiền. Thì sau cái livestream này là thỏi son sẽ có giá là 120.000. Còn nếu mà mọi người mà chia sẻ vào 5 hội nhóm cũng như là mọi người chia sẻ lên trang cá nhân của mình cộng và mọi người chia sẻ tiếp và 5 hội nhóm bán hàng cũng như là 5 hội nhóm nào đấy, bất kể một 5 hội nhóm nào đấy cũng được, thì sẽ được tặng một thỏi son như thế này có giá là 120.000. Thỏi son này thì cũng rất là đơn giản thôi, mùi khá là thơm và không hề có màu gì hết mọi người nhá. Yêu lắm. Đây, thỏi son này thì có mùi kẹo sữa rất là thơm này. Và trước khi mà Hồng Anh đánh son thì Hồng Anh cần phải bôi một cái lớp son môi lip balm ấy, có nghĩa là cái dòng son mà kiểu như là không màu để có thể giúp bảo vệ môi. Thì Hồng Anh cũng ngày trước Hồng Anh cũng sử dụng rất là nhiều. Như mọi người biết thì Hồng Anh cũng hay sử dụng của Dior, nhưng mà thực ra thì Dior thì giá rất là đắt, và cái dòng son Alice này thì nó chất lượng thì là tương xứng, nhưng mà giá thành thì lại rơi nhưng mà giá thành thì lại rẻ hơn rất là nhiều. Mọi người sẽ không phải bỏ ra $33 để mọi người mua một thỏi Dior nữa, không phải bỏ ra 800.000 để có thể mua được một thỏi Dior nữa. Thay vào đấy mà mọi người chỉ có thể chỉ cần bỏ ra 120.000 thôi là mọi người đã có ngay một dòng sản phẩm, có nghĩa là trị thâm môi này. Có rất là nhiều người đang comment dưới đây cho Hồng Anh biết là thoa son dưỡng Alice lên môi mịn rứt luôn. Cảm ơn chị Đào Trương Anh đã chia sẻ cảm nhận của mình. Đấy, thì như mọi người đã nhìn thấy là không chỉ bản thân Hồng Anh sử dụng và có những cái trải nghiệm tuyệt vời như vậy, mà có rất là nhiều các vị khách hàng khó tính cũng đã sử dụng cái dòng son Alice này và có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời với nó. Là có nghĩa là nhiều người kiểu như môi bong tróc rất là khó chịu ở trong cái thời tiết là Hồng Anh hiện tại thì Hồng Anh đang ở Hà Nội và đây cũng là sang đông rồi. Người ngậm là cũng rất là nhiều da chết, rất là môi này. Mình đánh son hàng ngày nên là cái việc xuất hiện da chết của môi hàng ngày nó hình thành nhiều hơn, cũng như là nó sẽ rất là khiến
mất thẩm mỹ. Thật sự là như vậy, nếu mà một người khác mà đang nói chuyện với bạn mà nhìn thấy đôi môi của bạn mà kiểu xuất hiện những cái vết nứt xong rồi lại còn có da chết thì thực sự người ta cảm thấy là bạn không chăm sóc tốt cho bản thân của mình. Mà tục ngữ có câu là mình phải yêu bản thân mình trước thì người ta mới yêu mình được, đúng không? Chính vì thế nên chúng ta, nhất là những người con gái trong thế giới hiện đại này, thì chúng mình lại càng phải chú ý hơn tới nhan sắc. Và nhất là Hồng Anh đang nhắc tới nhất là có nghĩa là cái môi rất là quan trọng. Bởi vì là môi để ăn uống này, để nói chuyện, nó là như là một cái thứ giao tiếp chính trong cuộc sống hàng ngày và chúng ta không thể bỏ bê được. Em dùng Alice môi em hôm nay hồng lại rồi nè. Cảm ơn chị Trương Thị Thúy Liễu nha. Đó, thì như cả nhà đã nhìn thấy thì đây là những cái trải nghiệm của những vị khách hàng mà Hồng Anh có thể nói là cực kỳ khó tính. Muốn chia sẻ vào dưới bình luận này để cho mọi người có thể tin tưởng vào cái dòng sản phẩm lip balm của Alice này hơn. Thì thực ra là cái dòng sản phẩm này cũng hot được khoảng tầm một thời gian gần đây rồi. Và Hồng Anh thì... Mọi người chờ xíu nha. Và như mọi người đã biết ấy, thì cái dòng sản phẩm này cũng đã hot được một thời gian rất là lâu rồi. Và khi mà Hồng Anh biết đến dòng sản phẩm này thì Hồng Anh cũng khá là nghi ngờ về cái công dụng là tốt như vậy. Hồng Anh cũng không có tin đâu, thì Hồng Anh cũng phải mua về dùng thử. Nhưng mà thực sự thì rất là tuyệt vời mọi người ạ. Cái dòng sản phẩm này giúp cho môi của Hồng Anh sáng hôm sau rất là mềm mịn, cũng như là những cái tế bào da chết của Hồng Anh chỉ cần dùng giấy kiểu như là bôi môi một lúc thôi, xong rồi dùng giấy kỳ đi, nó cũng ra hết da chết luôn. Và bờ môi của Hồng Anh dùng tay sờ thì rất là mịn. Hồng Anh dùng son và test lên môi thì kiểu môi nó nhìn nó mịn hơn này, nó có thẩm mỹ hơn, cũng như là môi nó không có tế bào da chết nữa.